Xin chào mọi người đã quay lại với chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi mới rút công một em Sumi F2. Trên màn hình thì quý vị thấy Sumi F2 màu vàng, con này đẹp lắm. Trên cảng bơm máy các thứ là cực kỳ là chuẩn mực của một siêu phẩm Sumitomo F2. Giá cả thì rất là vừa thôi. Tôi sẽ nói luôn đây là 240 triệu, có thương lượng nhẹ nhàng tình cảm để cho quý vị, quý anh chị và con cô bác về làm ăn. Mọi thông tin chi tiết thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo chúng tôi sẽ gửi hàng chi tiết cụ thể nhất từng ngõ ngách của con F2 này cho quý vị xem và tham khảo. Thì như đã nói thì con này chúng tôi thường là sẽ để ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thì trên thành phố Buôn Thuật của tôi thì cái dòng Sumi này họ rất là ít dùng, trước đây dùng nhiều lắm, nhưng bây giờ họ là chuyển sang như Jasit, Kobe, Hyundai, Dosan, Volvo, vân vân và mây mây rồi. Thì những cái dòng sản phẩm Sumi và PC60-6 thì thường là chúng tôi lấy về để sẽ để ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và quận An Giang Bình Dương. Quý vị ở đâu đó ở khu vực này thì có thể đến tận nơi nhìn tận mắt sờ tay những sản phẩm như này nhé. Và quý vị có thể nhắn tin qua Zalo, tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.